Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc quý vị nhé. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 được tử vi học dự báo trong tháng 1 âm lịch này thì nợ nần mấy cũng trả hết, đổi vận giàu sang nhờ phúc phận đầy bất ngờ. Trong phần luận giải tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 1 này thì sẽ giúp cho quý vị nắm được tổng quan về vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên và gia đạo. Và đặc biệt qua đó thì quý vị cũng sẽ biết trước được thiên cơ, nắm được vận mệnh đổi đời, giàu sang nhanh chóng. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có mệnh Đại Khê Thủy, là người tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật, các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của người này rất lớn, luôn tự mình hành động, suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này, nên khiến cho người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Người tuổi Giáp Dần nên chú ý đừng dễ dàng tin người quá mức. Trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần bạn nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Người tuổi Giáp Dần sẽ trải qua một tháng nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương thì ít bị ảnh hưởng hơn làm tư, làm chủ. Tuy bận rộn vất vả nhưng lại có phương diện tài chính được củng cố khá vững vàng. Tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt trong gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến cho chức năng đào thải độc tố trong cơ thể bị trục trặc, là tiền đề gây nên những bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Dần cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc, một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá trong công việc cũng như gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này dù phải chịu sự đốc thúc quản lý khá chặt chẽ của cấp trên, khiến cho bạn cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực, nhưng đây cũng chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân và chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương. Người làm công ăn lương có thể vượt qua được khó khăn, chinh phục mục tiêu đã đề ra nhờ sự ủng hộ giúp đỡ của đồng nghiệp. Trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh có thể giữ được quan hệ với những đối tác triển vọng, cùng nhau làm ăn có lợi. Có điều, người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý hơn. Đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn và thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính về cơ bản là tốt trong tháng đầu năm 2022. Cơ hội tăng chức thăng lương cũng giúp cho bạn nâng cao mức sống, có một khoản dư giả để tiết kiệm, đầu tư hoặc là mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ dễ mà không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình
vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm nhẹ do chịu ảnh hưởng của những khó khăn vất vả mà cuộc sống đem lại. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các quý gia chủ tuổi Giáp Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Do được nhiều sao chủ về đào hoa chiếu mệnh, gia chủ trở nên đào hoa hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đây. Bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ ái mộ đến từ bạn bè hoặc đồng nghiệp ở cùng nơi làm việc. Đôi bên dễ phát triển những mối quan hệ ái muội thầm kín. Nếu là người đã lập gia đình hoặc đối tượng tiếp cận với bạn là người đã lập gia đình thì nên chủ động tránh xa, đừng để chuyện thị phi gây ảnh hưởng đến danh dự và người thân. Nếu biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đôi bên sẽ luôn duy trì được mái nhà ấm áp và hạnh phúc. Hãy thường xuyên trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của nửa kia. Người độc thân có thể sẽ tìm được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng chính là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 3 tháng 1 năm 2022, tức ngày 3 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 1 âm lịch.
Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo về những video mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.